Vận lòng tin nhắn Hằng Du Mục dặn dò Dịch Dương bảo vệ các em. Thấp thỏm lo âu xảy ra điều bất trắc hộ Tôn Bằng được tại ngoại.我不可能给你孩子，知道吧？你带孩子给我带走，带又难了，我找谁去啊？啊，这个孩子的身份证、出生证没回家，为啥藏起来？你要把孩子的东西全部带走啊！你为啥把孩子的东西全带走？离婚，离婚早都可以，什么时候都可以。我就可怜孩子，知道吧？一个孩子才4个多月，5个月，一个孩子才3岁，我也不想这样做，知道吧？ nhanh chóng về nhà gom đồ tới nơi trú ẩn mới. Vẫn không quên mang hai con riêng đi theo. Nhìn cách Nhất Dương vui như đứa trẻ khi biết gì không bỏ rơi mình là Phan Hiểu sợ hãi bố biết nhường nào. Hôm nay em sẽ của ông chồng của em. Mọi người coi nha. Nhất Dương với Hằng thì cũng mấy ngày không gặp. Lúc Hằng về nó vẫn còn khép nép. Hai đứa cứ ở lại gây mai hai đứa dọn qua sau. Tới đây Nhất Dương nó hớn hở hỏi con cũng được đi à. Con có phòng không à, để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video. Mấy ngày nay hai đứa nó sống trong nơm nớp với hoang mang phải không? Sợ Hằng sẽ bỏ hai đứa nó phải không vậy? Chiến thần livestream sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Quyết tâm ly hôn cho bằng được người chồng thích muốn tay muốn chân. Quá khứ. Thấy ba nó đang làm đồ ăn rồi đó. Thì cũng sắp hoàn thành rồi. Món cá chiên. Nhưng mà cá gì thì Hằng không biết. Cũng chỉ biết ăn thôi. Hiện tại. Sự việc Hằng Du Mục quyết tâm khởi kiện Tôn Bằng khi bị tác động vật lý đang nhận được nhiều quan tâm từ dân tình. Vào tối ngày 13 tháng 8, chiến thần livestream đăng tải tâm tư dài kể về cuộc sống của cô cùng 4 con trong những ngày qua. Đáng chú ý, cô vừa có cuộc nói chuyện trực tiếp với Tôn Bằng trong trại giam. Dù không nói rõ nội dung câu chuyện nhưng qua sự trăn trở của Hằng Du Mục, dân tình phần nào thấy được mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, Hằng Du Mục còn chia sẻ đoạn tin nhắn dặn dò Dịch Dương chăm sóc các em nếu cô xảy ra điều gì bất trắc. Có thể thấy, cô đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất về mặt tâm lý và thể chất để đấu tranh đòi quyền tự do cho bản thân và 4 con. Thêm vào đó, mức độ ngông cuồng của Tôn Bằng sau khi tại ngoại cũng khiến mẹ con chiến thần livestream thấp thỏm lo âu. Hiện tại, Hằng Du Mục đã thu dọn đồ để ra ở riêng cùng hai cậu con trai ruột. Dẫu vậy, cô vẫn không quên mang Nhất Dương, Dịch Dương đi theo mình. Nhìn cách Nhất Dương hớn hở khi được ở chung với dì là Phan Hiểu cậu bé sợ hãi bố như thế nào. Dẫu không cùng huyết thống nhưng Dịch Dương, Nhất Dương luôn tìm thấy sự yên bình và vui vẻ bên cạnh dì. Hằng Du Mục viết trên trang cá nhân, giờ chỉ còn Hằng và gia đình Hằng mới là hậu phương, là bến đỗ cho hai đứa thôi. Nhất Dương đã đủ tuổi trưởng thành và đủ quyền lợi lựa chọn theo ai, Dịch Dương mới 17. Cuộc đấu tranh này biết là gian nan, nhưng Hằng sẽ cố vì tính cách Dịch Dương rất mạnh mẽ, không thể để thằng bé sống trong một môi trường độc hại để trở thành một Tôn Bằng thứ hai được. Chiều tối lúc về dọn đồ trong nhà để chuyển qua nhà mới, thấy Dịch Dương vẫn còn ngủ. Bình thường Hằng la nó rồi bắt dậy mà nay không muốn làm thế nữa, cho nó ngủ cho trọn giấc. Nhất Dương với Hằng thì cũng mấy ngày không gặp. Lúc Hằng về nó vẫn còn khép nép, dọn đồ một hồi Hằng bảo dì qua trước dọn đồ cần thiết của hai em nhỏ, hai đứa cứ ở lại đây mai hai đứa dọn qua sau. Tới đây Nhất Dương nó hớn hở hỏi con cũng được đi à. Con có phòng không à, để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video. Mấy ngày nay hai đứa nó sống trong nơm nớp với hoang mang phải không? Sợ Hằng sẽ bỏ hai đứa nó phải không vậy? Phát đầu từ tầng 3 lên xuống mệt bở hơi tay mồ hôi nhảy nhại mà mặt nó hớn hở lắm. Cười nói khanh khách suốt buổi. Ngày 19 tháng 8 là một ngày mà mang nhiều nỗi lo, ngày 20 tháng 8 là một ngày trọng đại với mẹ con Hằng. Hằng sẽ tiếp tục kiên định và chiến đấu mang đến sự bình yên cho các con và bản thân Hằng. Tại Việt Nam, bố Hằng Du Mục cũng dõi theo nhất cử nhất động của con gái và các cháu. Không để lại bình luận, cảm ơn khán giả đã luôn bảo vệ nam mẹ con Hằng Du Mục. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.